Nãy cái thằng gương mặt thương hiệu nữa, điện mà nó hát là lợi nhận hết đâu rồi. Chủ nó hát là gương mặt thương hiệu thì nhận ra. Do hai điện nó chịu mi kìa. Ta nãy ta nói, ta nhận chẳng ra. Cái rồi nè. Cái rồi ngay chạp mới nhớ lại dạng của cậu. Ý là ngay dạng là nhận ra hắn. Ừ, vì mi hai nói chuyện qua điện thoại với hắn, còn ta là ta không có nói chuyện qua điện thoại. Cái mấy giờ cậu qua? 1 giờ. Giác thì chú con kiến mà. Chú con kiến nè. Ừ. Là ai với ta? Đang biết rồi. Tới đây chưa? Là nó tới là. Quan trọng là có mụn không? Thôi nó mụn nhiều đó nó không biết trừ ra. Chắc nãy ngầu rồi đó hả? Ừ. Ủa chắc phải thằng đây đó hả? Ừ. Chắc cô thằng cô đi mà.
Mày trắng. Hai đứa ăn chưa? Dạ. Chí gì ăn rồi hả? Ừ. Nhận kiếm chụp mỡ. Ngày nay chụp mỡ nhiều lắm. Ủa đó hả? Nhà ông Bảy Hùng này đi ra ngồi biển này. Quá trời nhà cúng. Cho chị ngồi chờ xíu đi chị. Để đó đi, để đó chạy qua với cô thử qua. Cô thử cục nước rồi nó kiếm mới gió được không đây? Ừ. Không? Chờ thêm xíu nữa. Thank you.